Xin chào, mình là Dũng. Hiện tại mình đang làm quản lý của một cửa hàng điện máy. Hai vợ chồng mình lấy nhau cũng được 3 năm rồi. Sau một thời gian tìm hiểu và tham khảo một số mẫu xe thì hai vợ chồng mình đã quyết định lấy chiếc Kia Seltos vì nó phù hợp với kinh tế và nhu cầu sử dụng của hai vợ chồng. Thường thì mỗi lần đi chơi xa hay là về quê thì đều là anh nhà mình lái rồi. Nhưng mà mỗi buổi sáng khi phải đưa con đi học rồi quay về đi chợ thì một mình phải lái vào những cái đoạn đường đông hay là chật hẹp ấy, thì thực sự là mình rất là sợ. Công ty của mình thì cũng gần nhà nên mình chủ yếu đi làm bằng xe máy. Còn ô tô thì để vợ mình đi làm cũng như là đưa con đi học và tiện thể thì đi chợ luôn. Mà đường chợ ở khu mình thì rất là hẹp nên để vợ mình đi chuyện khó thật. Nhưng cũng may là mình có ông chồng khá là tâm lý, mua xe là nghĩ ngay đến vợ lái nên là có lắp camera 360 để vợ đi được an toàn hơn. Cũng rất là tình cờ, trong một lần mình tìm hiểu để mua xe thì mình xem được một video của IK nói về bộ sản phẩm màn liền cam 360 Eleview S4 lắp cho chiếc Kia Seltos và mình thấy nó cũng khá là hay. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà xe một mình đi thì không sao, đây xe nhà mình thì cả vợ mình đi nữa, mà vợ mình lái thì sẽ không thể bằng mình được, nên mình đã quyết định là sau khi lấy xe xong sẽ lắp luôn một bộ màn liền cam 360 để vợ mình đi cho an toàn. Điều mà mình thích nhất ở cái camera 360 Eleview S4 này đấy là cái góc nhìn nó rất là rộng và có thể quan sát được toàn cảnh. Ví dụ như là khi mà mình đi vào những cái đoạn đường chật hẹp ấy, mà mình không thể căn được cái lốp ở bên tay phải của mình thì mình sẽ bật xi nhan lên và nó sẽ quan sát được toàn cảnh cái lốp ở phía bên đó. Hoặc là khi mà mình đi vào những cái đoạn đường đông đúc thì mình sẽ bấm cái nút dừng khẩn cấp thì nó sẽ hiển thị hai cái lốp trước thì có thể căn cho mình hai bên rất là chuẩn xác và mình sẽ không phải lo là va chạm vào hai bên. Tính mình thì rất là thích mày mò các món đồ công nghệ. Thì ở đây mình thấy là trên cái màn hình S4 nó có tích hợp rất là nhiều những phần mềm của IK rất là hay và hữu ích. À, thêm một cái rất là hay nữa đấy chính là cái cảm biến va chạm của xe cũng hiển thị được đồng thời lên trên cái màn hình camera để cho mình quan sát. Nó sẽ cảnh báo được cả về âm thanh lẫn là hình ảnh nên là việc mình lùi hay là đỗ nó rất là dễ dàng và cũng rất là yên tâm. Nói chung là hai vợ chồng mình cảm thấy rất hài lòng với những cái tiện ích mà camera 360 Eleview S4 này mang lại. Nó không chỉ mang lại sự an toàn cho gia đình mình mà nó cũng là một món đồ chơi công nghệ giúp cho chiếc xe của mình trở nên xịn hơn. IK, hãng công nghệ ô tô hàng đầu Việt Nam.